Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở Oli bài tập toán lớp 1. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tiết 2. Đếm và điền số thích hợp theo mẫu. Đây, trong này là người ta họ đếm sẵn cho mình cái số kẹo đây rồi. Đây, đây là người ta đếm sẵn là 19. Đây là số 1 và số 9 được đọc là 19. À, cái kẹo này, cái loại kẹo này nè. Tiếp theo cái số bánh này, cái bánh tròn tròn này, đây chúng ta sẽ có hai cái hũ. Hũ này bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 7 8. À, này là 8 cái này. Còn này, 1 2. Chúng ta đếm cái nào chúng ta chấm vào cái đó ha. Chấm vào cái đó để tránh cái trường hợp là mà đếm hai ba lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 được không? Như vậy là 8 ta cộng 9 là 17. Còn mấy anh chưa rành thì chúng ta đếm tới đài 8 đúng không? Đếm tiếp cái này luôn là 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. À. Tiếp theo. Cái loại này là đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Đây là 16 cái. Cái loại này là đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. À 15. Rồi, bánh mì. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Giờ là 14 cái bánh mì. Đọc qua bài số 2, viết theo mẫu. Đây là số 11. Con này là số 12. Cái này là 14. Cái này là 16. Tiếp theo, bài số 3, điền số còn thiếu vào chỗ chấm và nói đúng nhà cho chú sóc. Đây là 10, 11, đây là 10, 12, này là 10, 13, này là 10, 14. Chú sóc này là số 14 thì chúng ta sẽ nói với lại là đây, chú sóc vào đây. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy thì cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.